Rồi, Đại Phúc Vinh CNC xin chào các anh các chị nhá. Thật ra là trước hết là vừa làm clip cái là phải xin lỗi ngay, tại vì thông thường là mỗi một cái triển lãm thì tôi muốn làm một cái clip đi vòng quanh triển lãm để giới thiệu qua các anh các chị về cái quy mô và cái cấu hình thực tế của cái triển lãm. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì tôi không làm được điều đó, tại vì với cái triển lãm VIMF ở Bắc Ninh là do cái lượng khách đông quá anh chị ạ, cho nên là anh em cứ túi bụi vào để tiếp khách, cũng chưa có thời gian để mà quay clip chia sẻ thêm với các anh các chị. Thì bây giờ thì cũng là cái giai đoạn cuối của triển lãm rồi, thì thôi cứ tranh thủ làm một clip đi quanh thì anh chị xem thấy được cái gì thì chúng ta trải nghiệm qua nhé. Đây là cái quà nho nhỏ là Đại Phúc Vinh CNC gửi tới các anh các chị không có điều kiện tham gia triển lãm VIMF của Bắc Ninh. Rồi, thì trước hết đây là cái gian hàng của Đại Phúc Vinh CNC. Đến với VIMF Bắc Ninh thì chúng tôi mang đến cái hệ máy cắt laser và máy hàn laser. Đấy, thương hiệu Ironwood. Đấy, thương hiệu Ironwood. Đây là một cái máy cắt laser. Máy hàn laser, xin lỗi. Máy cắt laser thì chúng ta có cái bảng rất là lớn ở đây. Đây là cái phiên bản 3015 FT 3000W với khả năng cắt tấm thép dày lên đến 18 ly. Đấy, và máy cắt ống dài 6 m với đường kính tối đa lên đến 165. Đấy, ngay đằng sau tôi là một cái robot đưa hàng rất là tự động tiện lợi. Đấy, rất là xịn sò, có cảm biến xung quanh để ngăn chặn máy va chạm vào. Đấy, tuy nhiên là giá thành khá là cao, tôi có tham khảo qua thì giá của máy vào đâu đó gần 2 tỷ. Bên cạnh gian hàng của Đại Phúc Vinh là một cái gian hàng về máy hút chân không. Đấy, đằng kia là có một cái gian về cửa cuốn thông minh. Đấy, và các cái gian hàng nhỏ nhỏ, trông thì nhỏ thế thôi nhưng mà toàn của các công ty quốc tế nha anh chị nhé. Ví dụ như trong góc kia là một cái cửa hàng của Đài Loan chuyên về vật liệu chống cháy. Đấy, có thể giảm đi được hơn 100 độ, ví dụ như họ làm cái thí nghiệm ở trong là 200 độ mà phía ngoài là chỉ có 38 độ thôi, rất là tốt. Đây là chiếc máy nén khí cao áp đi theo của cái máy cắt laser. Đấy, thì với những cái mặt hàng mà mỏng là chúng ta có thể dùng máy nén khí cao áp để chúng ta cắt. Đấy, với chi phí thấp nhất nếu mà đi so sánh với các loại khí như là oxy hoặc nitơ thì đây là một cái giải pháp mà mua một lần và dùng lâu dài. Đấy, rất tốt cho các doanh nghiệp mà không có nhu cầu phải cắt cái hàng quá dày. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào thì thấy đây robot đây. VIMF Bắc Ninh triển lãm sản xuất công nghiệp. Đó, toàn là máy móc thôi anh chị nhé, và thiên về tự động hóa. Anh chị thấy một cái máy 50 rất là lớn để phay thép ở trong. Đó. Giờ này là gần giờ đóng cửa rồi cho nên lượng khách hàng nó giảm đi khá là nhiều, chứ bình thường thì đi lại ở đây là còn phải hơi chen nhau một chút anh chị nhé. Đây, ví dụ như các cái hệ robot làm các cái đồ điện tử. Đấy, rất là chi tiết, rất là nhỏ thôi. Đấy, bên nào cũng robot khắp nơi. Đây, bên này người ta đang thử nghiệm hệ thống gắp hàng, nâng hàng. Cái này nâng được bao nhiêu cân anh? 200 cân. À thế à? Mình không cần phai về cái phôi nó phải cố định gì à? Bao như thế là nâng luôn được anh. Anh thử bấm cho em phát xem. Rồi. Mắc 200 cân, trông rất là đơn giản mà mắc 200 cân. Rồi. À. Ok. Ồ thế này thì công nhân nhàn quá nhỉ. Rồi, 200 cân. Nó có tời ở trong này. Trông thì rất là đơn giản mà nâng được 200 cân. Ok. Đây các hệ thống giá hàng trong các xưởng, các nhà máy. Rất là xin lỗi anh chị là nhiều cửa hàng là bắt đầu người ta cũng bắt đầu thu dọn rồi. Đây là về bảo hộ lao động. Đấy. Do rất là nhiều các cái doanh nghiệp tham gia cho nên là các cái gian hàng của mỗi doanh nghiệp nó không được quá lớn. Đấy, toàn bộ các hệ thống linh kiện điện tử chạy rất là hay. Rồi.
Tôi tranh thủ là tôi đi luôn tất cả mấy cái gian để các anh chị xem nhé. Nhanh chân hơn chút không là đóng cửa mất nào. Đây là lần đầu tiên mà Đại Phúc Vinh CNC tham gia VIMF, nhưng mà có thể thấy là ngoài mong đợi anh chị nhé. Khách hàng mà đến đây thì thường là các nhà sản xuất, các doanh nghiệp lớn ở trong các cái khu công nghiệp với cái nhu cầu đầu tư cho công nghệ rất là cao. Đấy, tự động hóa. Cho nên là những cái tên tuổi, những cái đơn vị mà trưng bày máy móc cũng như giải pháp công nghệ ở đây rất là nhiều luôn. Đấy. Một cái gắp 3D và đến tận 3 motor servo ở trong. Rất là hay. Trong kia còn có cả máy móc dành cho ngành dệt nhé. Máy thêu đây. Dập nhanh thôi rồi luôn. Hay quá. Rồi. Đấy, các gian hàng đang bắt đầu đóng gói rồi. Rất là tiếc. Theo cái quan điểm của tôi thì với lượng khách hàng đông như vậy thì ban tổ chức hoàn toàn có thể tiến hành trong vòng 4 ngày thay vì 3 ngày như vậy. Đấy, thì sẽ có rất là nhiều doanh nghiệp. Ví dụ hôm nay là thứ 6 thì các cơ quan khó mà đến tham quan được. Nhưng mà vào một ngày cuối tuần thì nó sẽ dễ hơn. Đây là thông tin của các cái doanh nghiệp trưng bày ở trong triển lãm. Rất là chi tiết và đầy đủ. Đây là khu A. Đấy. Các mũi phay, hệ thống quạt công nghiệp, cái gian hàng của Emin Group này là rất là lớn. Đó, toàn đồ điện tử thôi, các hệ thống điều khiển tim mạch, vacuum automation, đây là hút và gắp tự động. Rồi. Rồi, chúng ta đi lại phía dưới một chút. Ở khu phía trên thì cũng toàn các cái doanh nghiệp họ thiên về điều khiển điện tử và các hệ thống vi mạch. Họ đang đóng gói mất rồi. Chúng ta quay trở lại cái khu vực phía dưới là cái khu vực dành cho các cái doanh nghiệp mà có các cái máy móc lớn trưng bày. Anh chị thấy là rất là nhiều toàn các cái công tên quốc tế, tên của các công ty quốc tế của Đài Loan, của Nhật Bản, của châu Âu, đầy đủ hết. Đó. Hay quá ha. Rồi, hệ thống hàn mic. Brother. Máy cắt 3D kim loại. VIMF. Triển lãm công nghiệp và sản xuất của Việt Nam. Dịch lôm na tiếng Việt là như vậy anh chị nhé. Rồi, xuống khu dưới này thì vẫn còn rất là đông vui. Singapore, khu vực của Singapore, các doanh nghiệp của Singapore.
rồi, mặc dù là muộn nhưng mà dù sao có cũng còn hơn không. Như vậy là tôi vừa đi lượn qua một vòng của triển lãm VIMF Bắc Ninh 2023. Hy vọng là anh chị mình có một cái nhìn tổng quan về cái triển lãm này. Đấy, thì thường thường là mỗi một địa điểm như Bắc Ninh thì người ta sẽ tổ chức 2 lần. Và theo thông báo thì sang năm là chúng ta sẽ có ở Hải Phòng. Đấy, hy vọng lúc đó anh em chúng ta có thời gian để tham quan triển lãm cập nhật công nghệ và có thể áp dụng thực tế cho cái sản xuất của chúng ta để ngày càng tốt đẹp hơn. Rồi, xin cảm ơn các anh các chị đã quan tâm theo dõi video clip của Đại Phúc Vinh CNC. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.